Loại quần áo dành riêng cho các bé sinh non được các nhà nghiên cứu ở Đại học Công nghệ Lodz may từ loại vải gồm hai lớp, một lớp vải thông thường và một lớp màng. Các nhà khoa học đang thử nghiệm loại vải mới này trên một người nộm được lắp đặt các cảm biến để mô phỏng các em bé sẽ đổ mồ hôi và mất độ ẩm cơ thể. Loại vải thông minh này sẽ ngăn hơi ẩm thoát ra khỏi cơ thể đứa trẻ, đặc biệt là trong những giờ đầu tiên sau khi sinh, trước khi em bé được đưa vào lồng kính. Đây là thời điểm phải ngăn việc tiết mồ hôi quá nhiều ở bé. Loại quần áo thông minh này được hy vọng sẽ giúp ngăn ngừa việc nhiễm trùng ở các bé mới sinh. Hiện chưa có loại vải chuyên biệt nào dành riêng cho trẻ sinh non. Những em bé sinh non có làn da chưa phát triển hoàn thiện, nên sự tiếp xúc giữa da và quần áo có thể gây nguy hiểm. Việc thử nghiệm loại vải thông minh này sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm tới. Các bác sĩ hy vọng thế hệ vải mới được thiết kế để duy trì nhiệt độ của trẻ sinh non ở mức thích hợp sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc cho trẻ ở tương lai. Cho đến nay, chưa có bất cứ một loại công nghệ chuyên biệt nào có thể giúp bảo vệ trẻ sinh non trong những giây phút đầu tiên sau khi chào đời.